Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh Hải Đường Phố. Và lời đầu tiên Hải xin chúc tất cả quý vị và các bạn mình có một kỳ nghỉ lễ dài, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và hôm nay là ngày 1 tháng 9, vậy ở hiện tại bây giờ là 10 giờ thì Hải đang có mặt tại tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên để có thể cập nhật những hình ảnh mới gửi tới tất cả cô chú anh chị và các bạn về quá trình xây dựng của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Đến ngày hôm nay thì trước mặt mọi người đang nhìn thấy thì công nhân đang tiến hành sơn và đo tim đường và đang tiến hành đổ đất vào những cái bồn hoa để trồng hoa cây cảnh ở khu vực này. Thì Hải xin mời tất cả mọi người mình vào bên trong mình xem nội dung chi tiết của video. Và hôm nay Hải xin phép được đi từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, mình đi sau đấy mình sẽ đi qua đường Master, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ra đến đường Cách Mạng Tháng 8 rồi mình quay về đường Hàm Nghi nha. Mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đi theo Hải ạ. Thì ngày hôm nay thì Hải ghé qua đây thì rất nhiều cô chú anh chị ghé tới đây để quay phim và chụp hình về tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Khu vực Đại lộ Lê Lợi này thì sau 7 năm thì đã được giải phóng để có thể mọi người thuận tiện cho quá trình sinh hoạt đi lại ở khu vực này. Thì rất nhiều cô chú anh chị tới đây để chụp hình và quay phim để lưu lại những khoảnh khắc này. Thank you.
video cập nhật những hình ảnh mới của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên ngày 1 tháng 9 2022 của Hải xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn mình đã xem đến cuối video, và một lần nữa Hải xin chúc tất cả mọi người và quý vị mình có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, và hẹn tất cả mọi người ở một video mới.